Đây là kết quả sau 8 tháng nghiên cứu của đoàn chuyên gia Nga. Mẫu gạch của tháp Chăm được đánh số 10 sau khi qua xử lý bằng phương pháp hóa học đã không còn bị thấm nước như ở mẫu số 3. Từ năm ngoái, các mẫu gạch tháp Chăm được chuyển tới các phòng thí nghiệm khác nhau ở Moscow và Saint Petersburg để nghiên cứu ra các giải pháp công nghệ cao giúp bảo tồn loại gạch này. Chúng tôi sử dụng tia röntgen bằng các phương pháp khác nhau để nghiên cứu cấu trúc, thành phần của gạch Mỹ Sơn, phân tích các loại khoáng chất và tỷ lệ của chúng trong thành phần gạch. Từ những kết quả này, chúng tôi sẽ đưa ra được các giải pháp công nghệ để phục hồi và bảo tồn quần thể tháp Chăm. Giáo sư Nguyễn Quốc Sĩ hiện đang là trưởng khoa Plasma tại Học Năng lượng Quốc gia Moscow cùng các cộng sự người Nga sau gần một năm nghiên cứu đã mang tới Mỹ Sơn những mẫu gạch đã qua xử lý bằng công nghệ cao. Những mẫu gạch này sẽ được gắn lên đỉnh tháp E1 trong một năm để kiểm tra chất lượng. Chúng tôi đã thử nghiệm một số cái công nghệ để bảo tồn cái bề mặt cho gạch Mỹ Sơn, gồm có phương pháp hóa và phương pháp tôi nhiệt. Và hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để đem các cái mẫu mà chúng tôi đã thử nghiệm sang để thử nghiệm tiếp tục ở tại hiện trường của Mỹ Sơn. Đầu tiên là chúng tôi muốn tìm ra cách để ngăn chặn quá trình phong hóa, xuống cấp theo thời gian của tháp Mỹ Sơn, rồi phục hồi lại màu sắc tự nhiên của gạch. Sau đó sẽ tạo ra giải pháp công nghệ bao phủ lên bề mặt viên gạch để bảo vệ chúng khỏi những tác động từ thiên nhiên, thời tiết và từ con người. Các chuyên gia đến từ Nga cũng đã tiếp cận các kết quả nghiên cứu trước đây về tháp Chăm từ các chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản và Italia. Giáo sư Nguyễn Quốc Sĩ cùng các cộng sự người Nga sẽ quay lại Mỹ Sơn trong thời gian tới để tiếp tục thử nghiệm những kết quả nghiên cứu từ các giải pháp công nghệ tiếp theo.